Tử Vi tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Đinh Tỵ đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tỵ còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều mơ ước, hoài bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chính nhờ sự trời phú đó mà tuổi Đinh Tỵ trong năm 2021 mọi thứ đều phát triển rực rỡ, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến tình duyên. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Đinh Tỵ có gặp được quý nhân hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Đinh Tỵ trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2021, nam mạng dự báo ở năm 2020 có thể vận thế mờ mịt, nhưng tiến vào năm mới thì vận thế sẽ đi lên. Trong đó, sự nghiệp là phương diện sẽ phát triển nhiều nhất. Trên phương diện tình cảm, tuổi Đinh Tỵ nam mạng hiện đã có gia đình yên ấm, con cái đề huề, nhìn chung cũng không có nhiều mâu thuẫn to lớn, cho nên tương đối tốt. Nhưng mà đề phòng, đào hoa ảnh hưởng có người thứ ba chen vào. Còn về phần nữ mạng, tử vi dự báo nhờ vào tài hoa của mình mà nữ mệnh có được nhiều thành công, nhân duyên tốt đẹp, được bạn bè giúp đỡ, quý nhân trợ lực khiến vận thế sự nghiệp khởi sắc. Tài vận cũng có thể tăng lên, làm thêm nhiều nghề và có thêm nguồn thu. Bên cạnh đó thì với người còn độc thân, năm nay đã thích hợp để kết hôn vì tuổi bạn không còn trẻ. Nhìn chung mọi thứ đều tốt nhưng đừng lao lực kiếm tiền quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Đinh Tỵ sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Đinh Tỵ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2021 dự báo gặp thái tuế tương hợp, hơn nữa còn gặp thương quan phát tài, cho nên nghề nghiệp rất thuận lợi cho hợp tác, làm giàu nhanh chóng. Năm nay thích hợp để thăng quan tiến chức, nhưng bản thân cần chú ý tránh để đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến bản thân mình. Tuổi Đinh Tỵ năm nay đã 44 tuổi, cho nên trong công việc hẳn cũng đã có một chỗ đứng không tồi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Năm 2021, dự báo cũng có nhiều áp lực công việc đè nặng. Và bên cạnh đó là sự cạnh tranh giữa đồng nghiệp với nhau, tránh sự ghen ghét của người khác khi bạn có mối quan hệ tốt với cấp trên. Tử vi năm khuyên bạn cũng cần có bản lĩnh làm việc, kiên định với công tác của mình. Hơn nữa, nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác để trở thành người có tiếng nói trong công ty. Nữ tuổi Đinh Tỵ có vẻ may mắn hơn, nhờ số quý nhân trợ giúp nên trong sự nghiệp cũng không quá khó khăn. Nhờ sự tương hợp với thái tuế mà tuổi Đinh Tỵ gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp để có thể tận dụng vận may này và có thể bứt phá hơn trên con đường sự nghiệp. Thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng bát bảo tâm kinh, mang theo bên mình, vòng sẽ giúp bạn chiêu tài lộc, tăng may mắn, cải mệnh, chiêu mời, quý nhân tương trợ và bảo vệ bạn khi phát triển sự nghiệp trong năm. Về mặt tài lộc, tử vi dự báo tài vận của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977
tương đối tốt, các hạng mục hợp tác sẽ có được thuận lợi, may mắn với nhiều thu hoạch. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng bạn bè mượn tiền hay các mối quan hệ xã giao sẽ khiến bạn tiêu pha hoang phí, mất đi lợi ích. Trong năm 2021, tài chính của tuổi Tỵ không hề tồi, làm ăn gặp thời cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Tuy vậy, người tuổi Đinh Tỵ cần phải sống biết trước, biết sau, đừng vênh váo. Dù có tiền cũng nên học cách chi tiêu, tiết kiệm mới là quốc sách. Bên cạnh đó, không cần mạo hiểm đầu tư vào những điều không đâu nếu không thấy có lợi, không sẽ ảnh hưởng đến tài vận lâu dài. Để có thể thuận lợi và gặp may mắn trong đầu tư, kinh doanh và phát triển sự nghiệp thì thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy mang theo pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Ngoài mang lại may mắn, vòng còn giúp xua đuổi tà khí và chiêu mời quý nhân tương trợ bạn trong năm 2021. Về mặt tình cảm, tử vi năm dự báo năm 2021 tuổi Đinh Tỵ sẽ gặp được một vài mối quan hệ khác phái, nhân duyên tốt lên. Tuổi Đinh Tỵ có thể gặp được những mối quan hệ bên ngoài, tuy nhiên với người có gia đình thì nên phải chú ý nhiều hơn. Nói chung là không nên phát sinh quan hệ bên ngoài, nếu không sẽ gặp phải ảnh hưởng khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ. Người độc thân vẫn có thể sống hạnh phúc khi ở một mình. Còn nếu bạn đã muốn kết hôn, thoát khỏi cảnh cô đơn, lẻ bóng thì năm nay cũng rất thích hợp. Nếu kết hôn trong năm, còn dự báo cuộc sống hôn nhân về sau hạnh phúc, mỹ mãn. Trong năm 2021, để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2021 dự báo có tai họa ngầm, thái tuế thay đổi làm tổn thương ngũ hành, khiến cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ảnh hưởng đến trái tim, hệ thống tim mạch không tốt, dạ dày hay da rẻ đều xảy ra các biến chứng. Bệnh suy tim dẫn tới hiện tượng không thể nằm thẳng. Khi nằm thẳng thì hô hấp khó khăn. Đó là do khả năng co bóp của tim yếu. Nếu nằm thẳng, máu lưu thông nhiều gây áp lực lên tim phổi, dẫn tới khí không thể đi tới toàn thân, gây tình trạng hô hấp khó khăn. Để dưỡng sinh tim, bạn có thể kích hoạt kinh mạch của tim. Về ăn uống thì có thể ăn thực phẩm an thần như táo đỏ, thổ phục linh, ngô, cá, các loại đậu. Ăn ít nội tạng động vật, đồ mặn, rau muối chua. Để có một năm mới bình an và khỏe mạnh, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình từng tháng của tuổi Đinh Tỵ năm 1977 trong năm 2021 để giúp các bạn có thể nắm rõ được các vận hạn và tìm được hướng giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tháng 1 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2021 đặc biệt có động lực trong tháng này, cho dù đó là công việc hay học tập. Họ có thể thể hiện đầy đam mê và sức sống. Tinh thần này cũng có thể lây nhiễm cho những người xung quanh. Vì vậy, mối quan hệ giữa các cá nhân vẫn khá tốt. Ngoài ra, còn có thể gặp người hợp tác phù hợp của riêng bạn, đạt được sự phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp và học tập. Tháng 2 âm lịch, tử vi cho thấy trong tháng 2, Đinh Tỵ có túi tiền sùng rỉnh trong tháng này. Họ sẽ không keo kiệt trong cuộc sống hàng ngày và chất lượng cuộc sống có thể được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, đừng quá kiêu ngạo và ngông cuồng, bạn nên thiết lập một lối sống đơn giản. Đặc biệt là khi bạn gặp người gặp khó khăn nên chủ động đưa tay giúp đỡ và đừng thờ ơ. Tháng 3 âm lịch, nhiều người bạn cùng chí hướng mới sẽ hợp tác với bạn trong tháng này và cuộc sống của họ sẽ trở nên thú vị và trọn vẹn. Đó có thể là một đồng nghiệp mới ở nơi làm việc, hai người có thể cùng một phong cách sống. Một khi các bạn đã được chia thành một nhóm và hợp tác với nhau, hiệu quả công việc sẽ rất cao. Tháng 4 âm lịch, có nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong tháng này, đó là điều đáng mong đợi. Có thể là một người đã phải lòng và đột nhiên thú nhận tình cảm với bạn. Ngoài ra, còn thu được lợi nhuận lớn trong kinh doanh.
Trong mọi trường hợp, bạn phải duy trì một tâm trí bình tĩnh và không có quá nhiều thăng trầm về cảm xúc. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tháng 5 âm lịch. Tháng này mang lại tín hiệu vui cho sức khỏe của tuổi Nam Mạng Đinh Tỵ. Những căn bệnh cũ, nếu biết cách chăm sóc cơ thể đúng cách, khả năng phục hồi hoàn toàn là khá cao. Trong thời gian này, bạn hiếm khi bị bệnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Tháng 6 âm lịch. Sếp của bạn đánh giá cao năng lực của bạn trong tháng này, có thể sẽ có những thay đổi lớn trong vị trí hoặc tiền lương tăng lên. Trong mọi trường hợp, Tỵ phải luôn giữ một tâm thế bình tĩnh, nếu không, điều đó chắc chắn sẽ khiến tiểu nhân ghen Tỵ. Đồng thời, cũng phải cố gắng cải thiện kỹ năng và mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho các cá nhân và công ty. Tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng tuổi Đinh Tỵ có khả năng tích lũy tài sản nhanh chóng trong tháng này, nhưng xác suất làm giàu qua đêm không cao lắm. Kinh doanh bên lề hoạt động tư nhân đã phát triển tốt và có thu nhập. Nhưng ngay cả khi bạn có tiền trong tay cũng đừng quá tự mãn, hoang phí, nên siêng năng và tiết kiệm. Tháng 8 âm lịch. Chuyện tình cảm làm chủ trong tháng này. Người tuổi Tỵ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn trong tháng này, xác suất cao yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải phân tích các vấn đề cụ thể một cách chi tiết. Những người bạn độc thân nên tự nhiên nắm bắt cơ hội để thoát khỏi đời độc thân càng sớm càng tốt. Nếu bạn có bạn đời hoặc đã kết hôn, bạn phải kiềm chế cảm xúc bên trong và không phản bội bạn đời, nếu không sẽ gây ra nhiều rắc rối. Tháng 9 âm lịch. Tháng 9 tiền bạc dồi dào, tài sản tăng lên toàn diện, cho dù đó là cuộc sống hay công việc khá phúc và thoải mái. Không có gì phải lo lắng, áp lực rất nhỏ, có rất nhiều khoảng thời gian dành để bạn quan tâm, đừng quá nuông chiều bản thân. Bạn nên có những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Tháng 10 âm lịch, niềm vui nhỏ bé đến với bạn, có lẽ là có thêm một thiên thần nhỏ trong gia đình hoặc nuôi thêm thú cưng. Bạn tràn đầy mong muốn và kỳ vọng mới trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu bạn đang nuôi một con thú cưng nhỏ, bạn phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chủ. Tháng 11 âm lịch. Tháng này tuổi Đinh Tỵ sẽ bận rộn với sự kiện tại nhà, vì vậy phải chuẩn bị đồ kỹ càng. Có thể đó là tân gia hoặc thi đỗ vào trường đại học. Tuy nhiên, khả năng lớn nhất là ai đó trong gia đình kết hôn. Sự xuất hiện của các sự kiện hạnh phúc sẽ tác động nhỏ đến tài sản của gia đình bạn. Cuộc sống êm đềm, thoải mái, nhiều bất ngờ tốt đẹp sẽ xảy ra. Đó là điều đáng mong đợi. Tháng 12 âm lịch. Tháng cuối năm sẽ đem lại vận may về tiền bạc cho bạn. Trong tháng này, tuổi Tỵ phải biết cách nắm bắt các cơ hội kinh doanh được đặc biệt, tận dụng tốt tất cả các thông tin trong tay để không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, để tránh sự ghen tị từ kẻ xấu, đừng lưu trữ quá nhiều tiền mặt và đồ vật có giá trị trong nhà để tránh bị kẻ trộm nhắm vào. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.